Hello mọi người, chào mọi người quay trở lại với kênh channel của Vinh. Thì cái vlog hôm nay Vinh sẽ nói về cái suy nghĩ của Vinh nói về cái suy nghĩ của Vinh về cái vấn đề là các bạn kiếm tiền để mua một con xe mô tô, rồi những cái mà nó sẽ phát sinh. Thì cái này là do Vinh chơi từ 1 tới 2 năm nay rồi thì Vinh sẽ biết, và Vinh sẽ chia sẻ cho các bạn là cái số tiền mà các bạn phải tốn, rồi cách nào để các bạn mua xe, rồi mua xe với một cái phương thức là trả góp hay là mua bằng tiền mặt. Thì cái này Vinh chỉ nói ở cái phương diện là Vinh nói cái phương diện là cái thu nhập của Vinh và cái cách mà Vinh có thể nghĩ ra được cho mọi người khi mà mọi người đang cần một số tiền, hoặc là mọi người chưa có tiền, hoặc là cái hướng để cho mọi người suy nghĩ và tích góp. Cái đó cái kiểu như là mình chia sẻ thôi, chứ không phải là chỉ mọi người cách kiếm tiền để mua mô tô. Cái đó là mỗi người có một cách riêng với nhau, chứ cái đó cái thu nhập mà mình không nói được. Ok, bây giờ mình sẽ chia sẻ xong thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người sơ sơ cái shop của mình. Không có sức keo gì hết cho nên nó tóc tai nó hơi tùm lum tà la lắm. Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu nha. Thì đây là shop này là Vinh làm chung với lại anh hai Vinh, shop 2512. Bên đây bán những cái áo hiệu kẹp với những cái áo của Vinh nữa. Thì những cái áo này sắp tới Vinh sẽ sale hết. Anh em cứ theo dõi những cái trang web ở bên dưới để được nhận phúc lợi và nhận được sale phúc lợi như sale cho Lâm. Đây là lúc mặt yêu quý của mình. Áo khoác nè, bữa giờ mình ráng cái này nhiều lắm. Rồi áo rocker rất nhiều. Áo khoác nai, quần nai. Thì ba lô nè, những loại ba lô mà mình bán rất là hot cho mọi người. Đây là túi chéo. Cái này tiện lắm, đi xe đi mưa gì đó nó chống nước nhẹ, vừa thời trang mà vừa chống nước. Cái này phản quang nha, khi em bật flash cho nó sẽ sáng. Bên đây cũng là ba lô store này mình bán lâu mà bán 2 năm mấy rồi. Những cái đồ replica chéo nè, đó anh em cứ liên lạc với bên ở bên dưới. Thì quyền lợi của mọi người xem video này thì sẽ được giảm 50.000 trên mỗi món đồ. Thì ngoài ra thì các bạn nhớ like những cái bay của Vinh, để lâu lâu Vinh có giveaway á, Vinh có tặng quà cho mọi người á, thì mọi người còn biết để mà tham gia chơi cho nó vui. Tặng có nghĩa là quay số trúng thưởng là trúng hoàn toàn luôn, các bạn không tốn gì hết trơn á. Chơi cảm ơn mọi người ủng hộ Vinh thời gian qua nha. Chửi ông sùm. Mưa bão liên tục thì xe rất là dơ, và hôm qua bận quá không có kịp rửa, bây giờ mình sẽ xịt sơ thôi. Biết là bây giờ cũng còn mới mua xong nó cũng dơ, nhưng mà thôi kệ, cầu vòng này thấy không, các bạn thấy không đó. Sạch nó cũng đỡ hơn. Sạch xíu cho nó vui cũng được. Dạ, cảm ơn con. Mấy cổ quen luôn rồi, không chửi nữa, nghe hoài, nghe ồn ào hoài, làm biến chửi. Cái gì vậy, con nhện đây hả?
mấy cậu làm biến chửi bên luôn rồi, ồn quá. Bữa hỏi ủa hết ồn xe lớn rồi phải học xe nhỏ hả con? Cũng dễ thương, mình cũng đàng hoàng lịch sự mà, đâu có gì đâu. Mình ồn là mình xin lỗi, tại vì đi ồn vãi lắm, mình phải chấp nhận cái chuyện đó. Ủa, mốt làm đơn nhớ ghi code nha. Lạc hàng là không có nói được ai đâu á. À hôm qua có một cái đơn chưa ghi. Ừ, mốt cái là ráng chịu quá nha ba. Giờ nổ máy nè. Tới bữa giờ mà bấm cái là nó lên liền. Xịt nước có giống camera nước không, để lấy bên lâu nữa. Lăng canh thì lăng không à. Bây giờ mình nói tới vấn đề kinh tế đi. Thu nhập của mọi người sẽ khác nhau, không ai giống ai cả. Người thì có một nguồn vô, người thì có rất nhiều nguồn vô. Thì càng nhiều nguồn vô thì càng tốt. Này mình sẽ không có bàn tới vấn đề là các bạn làm gì để các bạn có tiền. Giống như hồi nãy mình đã nói thì Vinh chỉ chia sẻ cái cảm nghĩ của Vinh về vấn đề mà mua xe. Vinh là một người đã từng mua xe trả góp và tương lai chắc chắn Vinh vẫn sẽ mua trả góp, tại vì các bạn không cần phải bỏ ra một cục tiền để các bạn mua hẳn một con xe để làm gì hết trơn á. Các bạn sẽ lấy tiền đó các bạn xoay, các bạn làm ăn tiếp, nhưng mà bù lại thì các bạn sẽ bị đóng tiền lời. Nhưng mà tiền lời đó Vinh thấy cũng không có gọi là quá nhiều. Nếu mà vay ngân hàng thì lãi suất ngân hàng cũng tạm ổn, đủ để các bạn xoay sở. Thế thôi. Với lại clip này không có dành cho các bạn nào mà có điều kiện, có tiền mua hẳn một con xe mới nha. Thì thật sự nếu mà có tiền mua nguyên con xe mới thì thật sự cũng chẳng gì để nói, cái đó là nó quá là tuyệt vời rồi, quá là khỏe rồi. Mình đi bờ kè đi chứ đi đường ngoài đông quá. Nếu mà có cục tiền mua nguyên con xe luôn liền luôn thì không có cần coi clip này luôn á, thì coi cho vui.
clip này mình đang bàn tới vấn đề kinh tế dành cho anh em chơi gói game giống như Vinh. Chứ Vinh mà dư giả thì Vinh mua xe đến với đích 2018, 2019 rồi, chứ không mua 2013 làm chi đâu. Các bạn cũng hiểu rồi đó. Chứ ai mong thích xe mới đúng không? Ai cũng mê xe mới hết á. Ok, nói tiếp. Má ồn quá, không nghe được giọng mình. Thì cái đây 2 năm là bên mua này, sau 2 năm là các bạn cũng biết là rất nhiều doanh nghiệp, rất nhiều tư nhân và chính hãng nhập chính quy về thì cái giá nó sẽ rất là mềm. Cái giá nó rất là rẻ luôn và còn hỗ trợ các bạn trả góp nữa, thì cái đó là cái mà rất là vui và thật sự là mừng dành cho những anh em nào muốn mua xe chính hãng, không lo bị đôn giá và không lo xe đâm đụng, không lo là xe bị bù hay gì hết. Tại vì xe chính hãng đập thùng nguyên con giá quá rẻ, rẻ hơn từ 50 tới 100 triệu. Điển hình như là MT9 của Yamaha và con cá mập của BMW Taco ngoài Hà Lan, quá là đã luôn đó bạn, rẻ hơn rất là nhiều tiền mà còn có trả góp nữa. Bạn chỉ thanh toán trước khoảng bao nhiêu thôi các bạn được đem xe về rồi, còn lại các bạn trả góp. Thì mấy cái vấn đề đó thì các bạn sẽ tự tìm hiểu nha, tại vì mình cũng không có rành, mình không có nói về vấn đề đó đó. Thì trước mắt là mình nói tới cái vấn đề rồi, không chỉ là sượt cái miếng nhựa thôi á mà nó lên bánh gì rồi. Thì mình chỉ nói tới cái vấn đề là các điều kiện mà bây giờ nó đã thuận lợi hơn hồi xưa rất nhiều. Anh em nào mà đam mê xe cộ hay coi xe cộ lâu thì biết hồi xưa chỉ có mua xe mô tô qua bên kiểu tư nhân thôi, rất là đắt, rất là cao. Và có cái năm, có những năm mà mua và phải mua bằng tiền đô nữa, tại vì tính tỷ giá nước ngoài thì mua bằng tiền đô thôi, chuyện đó chuyện đương nhiên rồi. Thì chỉ có anh em nào mà thực sự có điều kiện mới chơi nổi. Sau này bắt đầu giá xe giảm, tại vì có nhiều xe mới ra. Tới tận bây giờ mới đỉnh điểm của cái việc là tiếp cận được nhiều người hơn. Điển hình nhất là Honda rất nhiều dòng luôn, 150, 650, 250. Tất cả đều là xe hãng, xe xịn, rất là đã. Đập thùng 100%, giá rất là tốt, trả góp nữa. Cái trả góp là cái mà mình thích nhất. Các bạn không cần phải tự nhiên tới cầm hết tiền, gom hết tiền mua xe. Con này mà trả góp các bạn trả được trước một khoản. Các bạn vướng dư, các bạn đổ xe nè, các bạn xe sở không ăn việc làm nè, các bạn tích góp, các bạn trả góp tiếp tháng sau nè. Mà nó rất là nhẹ. Các bạn trả cái thời lượng càng lâu thì cái tiền lãi càng nhiều, thời lượng càng ít thì tiền lãi càng ít. Thì cái đó là tùy vô cái bên tư vấn, người ta tư vấn cho các bạn. Tới bây giờ luôn Vinh vẫn rất là hay mua đồ trả góp. Thật sự là mấy anh mà làm dịch vụ trả góp thì nên cảm ơn em đi, tại vì clip này em tôn vinh cái chuyện trả góp lắm luôn á. Thì tại vì nó còn xa lạ với mọi người thôi, chứ thực sự bên nước ngoài cái chuyện trả góp nó bình thường lắm. Ai cũng phải hỗ trợ trả góp, các bạn thấy bây giờ Việt Nam mình mới cái này vài năm mới là đánh mạnh cái chuyện trả góp, nó tiện lợi cho đôi bên luôn. Bên bán là được hàng được ra trước, rồi bên mua thì được lấy hàng trước, tiền thì cứ thế mà nuôi từ thôi, không có sợ gì hết á. Mà như vậy thì còn tiếp cận được nhiều người hơn nữa, như là người ta phải trả tiền để dành thì nó lâu, này bục phát một lấy luôn trả góp. Rồi bên thứ ba, bên trả góp còn được xin lời nữa, ở đó nói chung là tiện đôi bên thôi. Thì hình thức đó rất là hay. Các bạn đừng nghĩ là người ta giàu, người ta có tiền, người ta không mua trả góp. Không phải, người ta lấy tiền đó ta làm cái khác, người ta làm được nhiều chuyện nữa, người ta không thích cầm lên cục tiền. Người ta kinh tế hay là người ta làm một cái vấn đề gì đó, người ta thích trả góp chơi vậy đó, cũng được nữa, chả sao. Xe hơi cũng vậy. Xe hơi thì nói gì nó bị xa xong, thôi để xe hơi sau đi. Thì về Việt Nam thì có nhiều hãng như là Honda, Yamaha đã có nhiều xe chính hãng giá rẻ hơn rất nhiều. Họ còn hỗ trợ các bạn làm giấy tờ nữa, rồi bên Kawa cũng có nữa. Nên bây giờ có chuyện các bạn mua xe mô tô nó dễ lắm, nó dễ cực kỳ luôn.
nó giờ tới mức không tưởng tượng được luôn á. Thì nó đã có cơ hội rồi thì các bạn nên làm gì tiếp theo? Tiếp theo mình nghĩ là các bạn nên tìm nhiều nguồn thu nhập, hoặc là có một nguồn thu nhập cứng, ổn định. Vì sau khi bạn đã có thu nhập ổn định rồi, ổn định ở đây là sao? Là một tháng các bạn thu nhập 10 triệu thì mình nói trung bình vậy thôi, chứ bàn sau như có chuyện kinh tế cũng chả rành. Các bạn thu nhập được 10 triệu đi thì các bạn sẽ bắt đầu các bạn tính toán tiếp. Ok, mình sẽ có một cái khoản sống sót là bao nhiêu, rồi dư ra bao nhiêu thì các bạn sẽ đủ để trả góp. Thì đó, thì các bạn sẽ biết cách thôi. Kiểu như thu nhập của mình giờ mình ổn định, một tháng làm 10 triệu thì mình có thể mua bất kỳ một con xe nào giá tầm rẻ hoặc tầm trung với cái mức trả góp. Thì mình trả trước nhiều tiền đó, rồi sau đó là mình trả góp từ từ. Nó khỏe ơi là nó khỏe luôn, không cần phải là